Huấn luyện viên Gomorkian báo tin cực vui, bắn tín hiệu về Việt Nam. Huấn luyện viên Gomorkian từng gây ấn tượng khi tiếp quản U23 Việt Nam từ huấn luyện viên Park Hang-seo sau SEA Games 31. Chiến lược gia người Hàn Quốc giúp đội tuyển thi đấu tốt ở ngay giải đầu tiên, đi tới tứ kết vòng chung kết U23 châu Á 2023. Dẫu vậy, đó cũng là giải đấu duy nhất của huấn luyện viên Gomorkian với U23 Việt Nam. Hồi tháng 12/2022, VFF bất ngờ thông báo sẽ kết thúc hợp đồng với nhà cầm quân 48 tuổi trước thời hạn kết thúc vào tháng 3/2023. Chia tay bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Gomorkian trở về Hàn Quốc để hoàn thành khóa học huấn luyện viên pro của Liên đoàn bóng đá châu Á. Mới đây, cựu thuyền trưởng U23 Việt Nam đã báo tin vui với người hâm mộ. Tôi đã có bằng AFC Pro và đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của huấn luyện viên. Tôi muốn quay lại Việt Nam nếu có cơ hội, không nhất thiết phải dẫn dắt các đội tuyển. Ở cấp độ câu lạc bộ vẫn còn nhiều thử thách thú vị, huấn luyện viên Gomorkian chia sẻ với riêng. Đây là lần đầu tiên chiến lược gia xứ Kim Chi bày tỏ mong muốn trở tràng và công khai về việc muốn trở lại Việt Nam. Trước đó có thông tin ông về làm việc với một số câu lạc bộ V-League, nhưng không có kết quả. Được biết, huấn luyện viên Gomorkian vẫn theo dõi tình hình bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển và V-League 2023. Động thái của huấn luyện viên Gomorkian được xem là tín hiệu vui với các đội bóng Việt Nam. Trong thời gian học bằng tại Hàn Quốc, chiến lược gia xứ Kim Chi tiết lộ có nhận và lời đề nghị làm việc thông qua công ty đại diện. Dẫu vậy, do còn có việc cá nhân ở Mỹ nên ông phải bay về và đang sống ở Los Angeles. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Gomorkian sẵn sàng quay lại với công việc chuyên môn và không vướng bận gì khác trong khi tìm việc trong thời gian tới. Năng lực của huấn luyện viên Gomorkian đã được giới chuyên môn công nhận. VFF ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của huấn luyện viên Gomorkian khi tiếp quản công việc huấn luyện viên U23 Việt Nam trong thời gian huấn luyện viên Park Hang-seo dồn tâm sức cho đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại World Cup và AFF Cup.